Xin chào các bạn, mình là Bảo Râu đến từ AZPC. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ một chút xíu thêm về những cái SSD. Có rất là nhiều người vẫn nhầm lẫn rằng cái ổ cứng M2 này nó nhanh hơn cái ổ cứng SATA này, ổ cứng 2.5 này. Cái này là form, cái này là cái form M2 và cái này là cái form 2.5. Tức là nhiều người vẫn nhầm lẫn cái này nó nhanh hơn, thực tế không phải là như vậy ha. Nhanh hay chậm do cái cấu tạo, cái chất lượng của cái SSD này quyết định, và cái băng thông nó nhanh hay chậm, nhiều hay ít là do cái giao tiếp, cái giao tiếp của cái SSD này. Cái ổ này là ổ M2, tuy nhiên nó vẫn là giao tiếp SATA. Cái con này là cái con 2.5 inch nhưng mà nó cũng là giao tiếp SATA. Thì đây là một cái ổ M2 khác, giờ con này nó giao tiếp qua cái PCI address, cho nên là cái băng thông nó sẽ rộng hơn rất là nhiều. Cái băng thông nó rộng hơn để nó đáp ứng cho cái việc là cái tốc độ của cái ổ cứng này nó nhanh hơn. Thì đây là một cái ổ cứng M2 giao tiếp PCI address mà chúng ta thường gọi là cái ổ cứng NVMe. Đây là cái ổ cứng M2 và giao tiếp SATA. Tức là không phải là cái ổ cứng NVMe nào nó cũng nhanh, rất là nhanh, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ nhanh hơn cái ổ cứng SATA này. Một phần là do cái cấu tạo của nó, một phần thứ hai nữa là do cái giao thức, cái giao tiếp của nó. Cái con này nó sẽ kết nối trực tiếp lên cái LAN PCI Express vào các con CPU giống như cái card màn hình của chúng ta vậy. Thí dụ như bạn có một cái con CPU có tất cả là 48 LAN PCI Express đi. Các bạn cắm một cái card màn hình thì nó sẽ, thí dụ như là nó 16 LAN PCI Express thì nó sẽ là 48 trừ cho 16. Rồi thêm một cái SSD này nữa là nó sẽ mất thêm 4 LAN nữa, là 48 trừ 16 trừ 4, phải không? Và cứ nói tiếp như thế cho đến khi chúng ta sẽ không còn cái LAN PCI Express nào trên CPU nữa. Một số mainboard thì nó sẽ có cái switch LAN PCI Express, một số mainboard thì không có, phải không? Thì khi chúng ta mua thì chúng ta cũng phải khi chúng ta lắp đặt một cái hệ thống máy tính thì chúng ta cũng phải cân nhắc làm sao để chúng ta còn có đủ cái LAN PCI Express. Nếu như chúng ta muốn cắm nhiều những cái thiết bị, đặc biệt là những cái ổ cứng mà nó giao tiếp PCI Express này, những cái ổ cứng NVMe này, không? Thì hai cái ổ cứng này tốc độ y chang nhau nha, không? Nó chỉ khác nhau về cái hình dáng, hình thức thôi, không? Mà nó đều là giao tiếp SATA hết. Rồi hai cái ổ cứng này cũng vậy. Ở đây mình không có hai con tương cùng loại nha. Ý nói là những cái ổ cứng này đều là những cái ổ cứng NVMe hết, nó đều là giao tiếp PCI Express hết, rất là nhanh, cái băng thông nó rất là lớn, đúng không? Rồi còn cái ổ cứng nhanh hay chậm, đúng không? Là do cái loại ổ cứng, cái loại NAND, loại controller rồi kia nó quyết định, đúng không? Tất cả những ổ cứng này đều là ổ cứng NVMe hết. Rồi ngày xưa thì xa quá, đúng không? Chỉ cách đây khoảng 1-2 năm thôi thì những cái ổ cứng SSD này giá nó rất là đắt, thì chỉ có thời gian gần đây là nó mới giảm giá rất là nhiều. Thứ nhất là do cái công nghệ sản xuất của cái SSD này ngày càng được nâng cao hơn. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn một cái ổ cứng SSD dung lượng lớn, và nó là cái ổ cứng chuẩn NVMe và form của nó là form 2.5, và người ta thường gọi cái ổ cứng đó là cái ổ cứng chuẩn U2. Đây là một cái ổ cứng Intel B5D4236, dung lượng 15.3T. Một cái ổ cứng như vậy thì nó trị giá nó khoảng gần 70 triệu đồng. Thì bạn thấy đây cũng là một cái ổ cứng NVMe. Nó cũng là form 2.5. Form 2.5 tức là giống như cái form của cái ổ cứng này. Đây. Nhưng mà cái ổ cứng này thì nó dày hơn rất là nhiều. Cái ổ cứng này dày chỉ có 7mm thôi. Còn cái ổ cứng này, ổ cứng U2 này nó dày tới 14.5mm lận. Thì dĩ nhiên là cái ổ cứng này các bạn cũng có thể xài được trên những cái main bình thường. Tuy nhiên đó là Đây là những cái ổ cứng rất là cao cấp và nó phục vụ, nó phù hợp cho những cái nhu cầu những cái người dùng chuyên nghiệp. Thứ nhất là giá nó khá là đắt, thứ hai nữa là nó sẽ không có, khi mà muốn sử dụng cái này trên cái máy tính để bàn bình thường thì các bạn phải có adapter, phải có card chuyển gì đó thì các bạn mới xài được ha, chứ nó không có cắm vào trong cái bọt SATA giống như cái ổ cứng này. Thì đây là con D5B424326 15.3T. Thì cái ổ cứng này nó mới ra mắt hồi quý 2 năm 2019 thôi. Và đây là những cái ổ cứng đợt đầu tiên về Việt Nam. Thì đây là trên tay mình một cái ổ cứng SSD NVMe 15.3T. Và muốn xài được cái ổ cứng này thì các bạn phải có cái adapter hoặc là có cái card chuyển ha. Thì ở đây mình có thêm một ổ nữa, hai ổ, ba ổ, bốn ổ, năm ổ, sáu ổ, bảy ổ, rồi tám ổ. Thì tám cái ổ cứng này trị giá hơn 500 triệu. Và khi các bạn cắm hết cái tám ổ cứng này vào trong một cái máy tính thì tối thiểu các bạn phải cần hai cái card chuyển, hai cái adapter, hai cái card chuyển. Tại vì một cái adapter, một cái card chuyển thì nó chỉ cắm được tối đa là 4 cái ổ cứng thôi. Chúng ta dùng hai cái card chuyển, hai cái adapter, chúng ta cắm hết 8 cái ổ cứng này vào trong cái máy của chúng ta, và sau đó chúng ta sẽ dùng cái con chip, cái con Intel Viroc thì chúng ta có thể rep những cái ổ cứng này lại, thì chúng ta sẽ có một cái partition, một cái file, một cái phân vùng gộp hết được những cái này lại với nhau, đúng không? Rồi tùy theo nhu cầu thì chúng ta có thể chạy RED, đúng không? RED 0, RED 1, RED 5, RED 10 gì đó, vân vân. Thì bạn thấy là chỉ cần với 4 ổ cứng gộp lại là chúng ta đã có dung lượng được khoảng 60T, 8 ổ cứng chúng ta có dung lượng được khoảng 120T, một cái con số rất là ấn tượng. Dĩ nhiên là giá nó cũng không hề rẻ tí nào. Thì đây là những cái nhu cầu rất là đặc biệt ha. Thì cái ổ cứng, cái con dòng D5 series này nè, cái tốc độ đọc ghi và nó không có cao lắm. Thì mình ở đây mình có một số cái ổ cứng khác cao cấp hơn mình muốn giới thiệu các bạn. Đây là cái con Intel B4610, cái ổ này là 6.4T. Cái con này thì tốc độ đọc ghi nó rất là khủng khiếp. Tuy nhiên những cái người sử dụng, những cái người mà dùng những cái ổ cứng này, người ta không quan tâm nhiều đến cái tốc độ đọc ghi lắm, bởi vì nó đã vượt cái ngưỡng, vượt cái giới hạn rồi. Và cái người ta quan tâm nhất là cái khả năng chịu tải của cái ổ cứng này, cái độ bền, cái độ trâu bò, đúng không? Thì các bạn biết là cái ổ cứng SSD thì nó sẽ có giới hạn cái lượng đọc ghi, đúng không? Khi mà chúng ta đọc ghi hết cái khả năng chịu đựng của nó thì chúng ta sẽ không sử dụng được nữa. Thì những cái ổ cứng như vậy, cái độ bền nó nhiều hơn cái ổ cứng SATA bình thường rất là nhiều, đúng không? Nhiều hơn cả có những cái ổ cứng NVMe thông thường rất là nhiều, bởi vì đây là những cái ổ cứng NVMe dành cho những cái con server, và nó là thuộc cái nhóm class Enterprise. Dĩ nhiên là các bạn biết là ở Việt Nam là để mua những cái ổ cứng này thì không hề đơn giản một chút xíu nào, không hề dễ một chút xíu nào, đặc biệt là hàng nó có sẵn. Thì ở đây mình có khá là nhiều, mình cũng muốn giới thiệu các bạn. Thấp hơn một chút xíu nữa, con B4610 ha, và thấp hơn chút xíu nữa đây mình có con B4510, con này là 4T. Thì mấy cái con này thì cũng tương tự như vậy, tất cả đều là 4510 và 4T hết. Thì các bạn nào có cái nhu cầu về cái ổ cứng NVMe firm U2, ngoài những cái card chuyển, những cái adapter ra, mình còn có một cái con server nó dùng chạy như là một cái storage, và nó có thể chạy được 24 ổ NVMe, và mình có thể rep tất cả những ổ này lại với nhau. Thì các bạn biết là cái khả năng chịu tải của nó sẽ vô cùng khủng khiếp, và cái tốc độ của nó là Chúng ta các bạn sẽ không thể nào tưởng tượng được đâu, đúng không? Cho nên band mắt nó khoảng đâu được 50 mấy gig một giây á. Nói chung là rất là khủng khiếp. Thì đây là cái con B4510 nha, thấp hơn một chút xíu nữa thì mình sẽ có những cái con B4500. Con này là con B4500, đúng không? Thì cái con này là cái con B4510. Thì thật ra mấy con này nó cũng xem nhau về tốc độ, về khả năng chịu tải, đúng không thôi? Thì thật ra nó chỉ là tùy chỉnh một chút xíu về những cái thông số đọc ghi, rồi cái IOPS, rồi cái tuổi thọ, chứ còn về cơ bản là nó sẽ như nhau hết. Thì đây mình đang có 24 con B4510 4T. Đây. Ok, thì đó là những cái ổ cứng NVMe. Bên cạnh cái ổ cứng NVMe, chúng ta rất là quen thuộc với những cái ổ cứng SATA, đúng không? Bởi vì nó dễ xài, chúng ta có thể cắm trực tiếp vào trong cái máy tính của mình, cắm trực tiếp lên trên cái mainboard của mình, hoặc là chúng ta có thể cắm vào những cái card RAID bình thường thì nó đã có thể nhận được cái ổ cứng này. Thí dụ như chúng ta cắm vào những cái card Areca, LSI gì đó thì chúng ta đã có thể sử dụng được những cái ổ cứng này. Thì trên tay mình là cái ổ Micron 5200 và cái con này dung lượng là 7,6T. Nói chung là gần 8T, đúng không? Thì dĩ nhiên là cái ổ cứng này cái tốc độ đọc ghi nó cũng sẽ không có nhanh bằng cái ổ cứng NVMe này, và cái khả năng chịu tải, cái tuổi thọ của nó cũng không có cao bằng. Tuy nhiên là giá nó lại không rẻ hơn các bạn, giá nó không rẻ hơn nha. Bởi vì là nó đơn giản, nó dễ xài hơn, nó tương thích nhiều tốt hơn, dễ phù hợp với những cái hệ thống lưu trữ đời cũ hơn, không? Thì giá nó vẫn khá là cao. Ví dụ như một cái con 8T này giá nó khoảng 30 triệu. Một cái ổ cứng một cái con 15T này giá nó khoảng 70 triệu. Thì các bạn thấy là giá nó cũng không rẻ hơn là bao nhiêu ha. Nhưng mà ngược lại là nó dễ xài và nó tương thích tốt với những cái thiết bị đời cũ ha. Thì ở đây mình có mười mấy con đây. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ở đây mình có 12 con 8T. Đó. Thì đây là một số những cái sản phẩm mà mình đang sẵn có và mình muốn giới thiệu các bạn để các bạn có thêm những cái thông tin và các bạn có cái sự lựa chọn cho nó phù hợp. Còn những cái ổ cứng mà cái dạng này thì người ta hay gọi nó là HHL, tức là H2 H-plane, tức là cái chiều cao của nó là nửa 1/2 cái slot PCI cơ bản, thì người ta gọi là H2, tức là phân nửa chiều cao. Và nó, bạn thấy thường thường cái card màn hình nó dài ra như vậy nè, thì cái con này nó chỉ có một khúc như vậy thôi, thì người ta gọi là cái này là cái chuẩn gọi là H-plane, nửa chiều dài và nửa chiều cao, thì người ta ghi ký hiệu là HHL. Đó là ý muốn nói đến những cái card có cái hình dáng kích thước như thế này. Thì các bạn biết một cái mainboard mình nó có 7 cái slot cắm. Các bạn cắm một cái card màn hình thường nó mất một slot, một cái card trung bình mất 2 slot và một cái card cao cấp là nó mất 3 slot. Thì tức là các bạn không thể nào cắm được nhiều cái card không thể nào cắm được nhiều cái SSD chuẩn HHL như vậy vào cái mainboard được. Thì muốn có được những cái hệ thống lưu trữ SSD nhanh trâu bò thì các bạn bắt buộc phải sử dụng những cái ổ cứng chuẩn U2 giống như vậy. Bởi vì các bạn có thể cắm rất là nhiều những ổ cứng U2 như vậy trên một cái máy tính. Thì giống như mình nói nào, cho anh mượn một cái card, một cái adapter chuyển. Thì một cái adapter nó sẽ có thể xuất ra được 4 cái ổ cứng nó có thể kết nối được với 4 ổ cứng U2. Thì các bạn thấy là chỉ với hai khe cắm thôi là các bạn có thể cắm được 8, mỗi một cái adapter như vậy nó sẽ sức được 4, thì hai cái adapter như vậy nó sẽ sức được 8. Thì với hai cái adapter các bạn có thể cắm được 8 cái ổ 15T này, là tức là các bạn có được khoảng 120T SSD. Nó là NVMe và cực kỳ trâu bò, khả năng chịu tải rất là khủng khiếp đó. Thì mỗi một cái nó đều có cái môi trường sử dụng khác nhau. Thì các bạn nếu các bạn là những cái người sử dụng cá nhân, nhu cầu các bạn không nhiều nhưng mà các bạn cần những cái ổ cứng nhanh thì các bạn có thể mua những cái ổ cứng dạng này. Còn cái này là để dành cho những cái người nào mà muốn expand cái storage của người ta rộng ra mà nó vẫn flexible, nó vẫn dễ sử dụng. Đây là cái con Samsung BM1725A 3.2T. Thì con này nó cũng rất là khủng khiếp. Thì em thấy là cái con này nó là PCI address X4, cái con này là PCI address X8. Bạn thấy không? Cái con này là X4, con này là X8. Còn cái adapter này nó là X16. Một cái ổ cứng NVMe như vậy nó sẽ lấy 4 cái LAN PCI address 4x4 16, là sẽ vừa đủ một cái slot PCI address trên một cái mainboard. Ok, thì các bạn sẽ phải cân nhắc cân đối làm sao để cho tổng cái số lượng LAN PCI address của những cái thiết bị lưu trữ, những cái thiết bị, những cái card option và cái card Vega của các bạn khi mà cắm lên một cái mainboard nó phải nằm trong cái giới hạn cho phép của cái con CPU. Nếu không thì nó sẽ không nhận hết được tất cả những thiết bị. Thí dụ như bây giờ các bạn cắm đã full hết cái số LAN PCI address rồi, rồi các bạn sẽ muốn cắm thêm cái ổ cứng này vô nữa. Không, thí dụ như các bạn cắm hai cái card này là 8, 2, 16, rồi thêm card màn hình nữa, hết slot rồi. Thì lúc đó các bạn có cắm vô cái card này, nó cũng các bạn có cắm cái ổ cứng này vô thì nó cũng sẽ không nhận, bởi vì nó không còn đủ cái LAN PCI address nữa. Nó sẽ đá bất kỳ một cái ổ nào đó trong cái hệ thống của bạn ra theo cái thứ tự ưu tiên đó. Rồi, đó là một số những cái thông tin chia sẻ mà mình muốn nói thêm các bạn, để các bạn nào có nhu cầu sử dụng những cái ổ cứng SSD NVMe thì các bạn có thể chọn cho mình những cái sản phẩm phù hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi xem video clip và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip kế tiếp.